Ngày 10 tháng 3, đồng chí Bùi Đức Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Đảng ủy khối cơ quan tỉnh Hòa Bình hiện có 75 chi đảng bộ cơ sở với 4.170 đảng viên. Trong năm 2020, Ban chấp hành Đảng bộ khối lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ khối lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Tổng kết công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020. Tuyên truyền triển khai sơ kết, tổng kết các nghị quyết chỉ thị của Đảng, đảm bảo kịp thời, đổi mới về phương pháp, nội dung, chú trọng nâng cao chất lượng, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phong trào dân vận khéo và quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản, đấu tranh chống âm mưu hoạt động diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, từng bước đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công tác báo cáo viên, tuyên truyền viên. Trong năm đã kết nạp 153 quần chúng ưu tú vào Đảng, xét chuyển chính thức cho 209 đảng viên dự bị. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Đức Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Đảng ủy khối cơ quan tỉnh trong năm 2020. Đồng thời đề nghị Đảng ủy khối cần sớm triển khai các kế hoạch chỉ đạo tổ chức việc học tập, quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021. Công tác tuyên truyền bầu cử, đồng chí cũng lại liên quan đến công tác tuyên truyền như anh cũng vừa trao đổi. Cái công tác và cái đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh cũng lại tập trung vào đảng viên của các đồng chí đấy, và công tác tư tưởng công tác đến đảng viên trong hiệp thương, trong giới thiệu đại biểu cũng là tập trung vào cái đảng bộ của đảng bộ khối. Năm nay chỉ đạo của ủy ban bầu cử của thường vụ tỉnh ủy là tập trung giới thiệu vào các cơ quan giám sát, chỉ còn giảm tổng số đại biểu của tỉnh thì giảm ba, trong đó là cơ quan nhà quản lý nhà nước giảm hai, còn khối đảng đoàn thể là tăng tất cả khối đoàn thể của tỉnh là tất cả đại biểu, cả cựu chiến binh. Hôm nay là cơ cấu để tăng cường sự giám sát của đại biểu hội đồng dân và các cơ quan, các mặt trận và tổ chức chính trị xã hội trong thực hiện nhiệm vụ của tỉnh, của trung ương. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cũng lưu ý Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh cần tăng cường công tác xây dựng đảng và công tác chuyên môn, đặc biệt là công tác quản lý đảng viên, duy trì nền nếp, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghiêm các nguyên tắc trong tổ chức và sinh hoạt đảng, chủ động rà soát, bổ sung chức năng nhiệm vụ của đảng bộ khối, chú trọng tăng cường phối hợp trong công tác triển khai nhiệm vụ, giao văn phòng tỉnh ủy tổng hợp một số kiến nghị của đảng bộ khối các cơ quan tỉnh trình thường trực tỉnh ủy giải quyết trong thời gian tới. Trên nóng dưới lạnh, chỉ là